Chào quý vị anh chị cô chú, quay trở lại với Viết Phú. Hôm nay thì em mới chuyển đến nhà mới thì em có đặt trên mạng một cái Vivga cũ hoặc Paloma, Vivga nội địa Nhật đấy, Vivga Paloma mà đời 2018, không biết mà rất là to. Thì em mua giá con này trên mạng ấy, thì nó rất là rẻ, chỉ khoảng tầm hơn 200.000 Việt Nam đồng thôi đấy. Thì nhưng mà tuy nhiên thì bên người ta là người dân thường người ta bán, nên là người ta không biết được là cái nó có bị lỗi lầm vấn đề gì không. Thì người ta cũng có ghi rõ trong cái đơn giao rồi, rét qua viện em mới chuyển đến nhà chỗ này, thì người ta không biết được là có vấn đề lỗi lầm gì không. Thì người ta cũng ghi rõ trong cái đơn bán hàng, vậy mình mua được thì mua, không mua được thì thôi, mình mua về sửa được thì sửa, mà không sửa được thì cũng chịu đấy. Thì đành về Việt Nam hay thế nào ấy tùy, thì em sẽ bóc hộp ra và review cho quý vị anh chị của chủ xem luôn cái bếp em mua 200.000 bên này thì thế nào và xem nó có dùng được không nhé. Đây là cái hộp cho em phui ra quý vị, nó còn rất đẹp, mặt bằng men rất đẹp. Người ta xếp thì cũng để nguyên vậy chứ không cho vào trong cái ngăn này. Đáng ra này cho vào trong ngăn này thì sẽ đẹp hơn. Để em sẽ tháo ra và đưa lên bếp thử xem nó thế nào. Rất là to, bếp rất là to. Đây quý vị, em đã đặt nó lên trên bếp. Tuy nhiên thì chưa có pin. Pin thì em cũng đã có mua chuẩn bị trước, vì em tính là người ta sẽ không có bán pin kèm. Em đã mua một cục ở shop 100 yên, 20.000 hay mấy nghìn á, toàn là Sonic. Đặt pin vào và thử. Đây là một cái bếp rất là ok, đời 2018 Paloma quý vị. Thì bếp này thì có chế độ nấu cơm cháo này, nấu cơm này. Cái này thì cái cho chế độ nhiệt cao, khi nào nó cũng trong chế độ xào rán thứ thì nhiệt cao ấy, thì nó sẽ luôn luôn là được cái ngọn lửa nó cao và đồ ăn nó sẽ chảo nó sẽ đều hơn chẳng hạn đấy. Đây là các cái chức năng hẹn là điều chỉnh nhiệt độ, ví dụ mình để cao nhất là 200 độ thì như là chảo rán các thứ đấy. Còn cái 180, 160 này. Còn đây thì nếu mà dùng cái chế độ nhiệt độ cao này thì ấn giữ 3 giây thì nó sẽ nhiệt độ nó cao. Còn bên này thì họ có chế độ nấu cơm này, chế độ nấu cháo này, hẹn cho bên này này. Điều chỉnh lửa trái phải, hẹn giờ mấy phút này. Đấy. Có vẫn có hai ngăn bếp và một ngăn nướng. Nướng thì ngăn nướng rất là to, và cái này thì nó cũ rét, người ta bán, người ta cũng bảo là họ không phải chuyên môn, họ không kiểm tra cái bếp này. Em sẽ thử, em sẽ lắp pin vào và em sẽ kiểm tra. Không được thì mình sửa, mà không sửa được thì mình lại tính nước cơ khác. Đây thì em đã cho pin vào như vậy. Cái ga chỗ nhà em đang dùng thì là cái ga bình của nhà này, người ta sẽ lắp một đống cái bình to ngoài ấy, thì sẽ dùng khi nó hết thì công ty ga người ta sẽ thay, chứ không phải là cá nhân tự thay như ở Việt Nam mình mua từng nhà từng bình ấy. Còn nhưng mà cái bếp này thì người ta bán lại là dùng cho cái ga thành phố, nghĩa là như kiểu nước máy ấy, thì đây gọi là ga thành phố, nó sẽ có những cái đường dây ngầm đi đến từng nhà, và cái người ta chỉ sẽ dùng, người ta không phải thay bình, không phải thay ga, thế là trong cái tạm ga thành phố người ta sẽ phát đi luôn. Rồi thì em vừa lắp cái van ga vào xong. Thực ra thì cái ga thành phố hay ga bình thì nó chỉ khác nhau về chất liệu, là một bên là cái khí, một bên cái ga bình này thì nó sẽ là khí propan và metan là chính đấy, thì có hai cái khí đấy. Còn bên ga thành phố thì là một hộp khí nhập khẩu từ nước ngoài hết, thì đa số là nhập khẩu từ nước ngoài thôi. Nhưng mà cái ga bình thì nó có hai hỗn hợp hai cái như đấy. Em sẽ thử bật và xem lửa lên không, vì người ta bảo là không biết cái giá trị, không biết cái vấn đề gì của cái bếp ga này. Em sẽ bật thử một phát chữ phát ngon này, ga lên ngon này đấy, ga lên ngon này, không vấn đề gì cả đấy. Nó sẽ khác là cái ngọn lửa nó không, vì dùng cái ga bình cho bếp ga ngầm nên là cái ngọn lửa nó sẽ không được đều, không được xanh to đấy. Nhưng mà này là nấu thoải mái, sẽ thử một bếp bên này nữa.
Ở đây là ngăn nướng, em sẽ ngăn nướng nha quý vị, ngăn nướng nó vẫn cháy bình thường, đấy, cháy ngon lành nha quý vị. Đấy, rồi hai cái ok, tắt nướng đi, đây có hình con cá để nướng cá, bật bếp bên này lên luôn, ngon lành. Đây vì quý vị có thể thấy là cái bếp ga ngầm dùng với ga bình thì nó sẽ ngọn lửa nó sẽ không đẹp bằng dùng cái đúng của nó. Mình sao cho lửa nhỏ đi và vẫn dùng ok, không có đề gì cả. Đấy, đây là rất là hên, em mua cái bếp này chỉ có hơn 200.000 Việt Nam đồng nha quý vị, hơn 200.000 nha quý vị nhé. Tuy nhiên thì cái tiền vận chuyển của nó rất là cao, tiền vận chuyển nó là khoảng gần 400.000 cơ, cái hộp nó rất là to. Tuy nhiên thì đấy cũng đây hộp của nó này, em mỗi đến đồ vứt hết thì mới mua tủ lạnh với lò với sóng về đang vứt kia, vì cái hộp nó to em sẽ rang quý vị xem. 1 2 3 gang bếp này hơn 60, 1 2 3 gang nữa, 60 và cao hơn gang đấy, cao 30 phân. Hộp này rất to, cước phí vận chuyển là 1.8 yên, 1.800 yên thì tương đương khoảng tầm gần 400.000, trong khi cái bếp này em mua thì 1.100 yên là khoảng tầm hơn 200.000. Tuy nhiên thì nấu không vấn đề gì, thế là thành công rồi. Còn nếu mà nấu về nếu không được thì mới là rủi ro chút. Tuy nhiên thì về bếp vẫn nấu bình thường, thế là thành công. Đấy, thì chia sẻ với quý vị là ngoài ra em vẫn có nhận gửi bếp qua Việt Nam ấy. Thì thực ra là những cái bếp này mua bên này nó không đắt, nhưng mà cái cước vận chuyển nó cao. Nhiều bác về Việt Nam bán một con bếp có tầm 1.4-1.3 triệu thì em không biết là người ta lấy nguồn kiểu gì, vận chuyển kiểu gì. Những bếp này nó nặng chục cân chẳng hạn, thì một cái đi đường biển nó rẻ nó cũng phải 1 triệu rồi, và chưa kể cái tiền hàng bên này nữa, về cái vị các bác ấy làm lại máy rồi mong má lên cái thứ mà bán hơn 1 triệu thì em thấy quá là rẻ, không biết là nguồn kiểu gì thì em bỏ tay không làm được. Đấy, nói chung tầm vài triệu thì em thấy là hợp lý. Còn đối với cái bếp này thì nó sẽ to hơn và nó dày hơn những cái bếp khác, nên là cước vận chuyển nó sẽ cao hơn nữa. Còn một số bếp thì đến đây thôi, nó không có những cái môi trề như này này, gọi là bếp môi trề ấy, thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, thì em xin cảm ơn quý vị anh chị theo dõi cái video về mua bếp ga lấm liều, mua bếp ga 200.000 ở trên mạng, và rất may là đã thành công. Em xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại trong video lần sau ạ.